Tôn Đông Á hân hạnh mang đến chương trình này. Tôn Đông Á bảo hành lên đến 20 năm. Việt Anh và Đình Khôi xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình tổng hợp cấp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn công ty cổ phần Tôn Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 28 năm 2016 non sông liền một giải là cuộc đua với lộ trình xuyên Việt, khai mạc từ ngày 10 tháng 4 với chặng đua vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm của thủ đô Hà Nội và đã kết thúc với chặng thứ 19 từ Bảo Lộc về Thành phố Hồ Chí Minh vào đúng ngày 30 tháng 4 lịch sử. Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh có thể được xem là cuộc đua lớn nhất, uy tín nhất trong lịch thi đấu hàng năm của làng xe đạp thể thao Việt Nam. Đây cũng chính là nơi đã phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu rất nhiều những gương mặt xuất sắc cho đội tuyển quốc gia Việt Nam thi đấu và đạt được nhiều thành tích quốc tế trong những năm vừa qua. Đúng vậy, và cuộc đua năm 2016 này thì cuộc đua với lộ trình đua xuyên Việt lần thứ hai liên tiếp đã diễn ra vô cùng hấp dẫn, sôi nổi và quyết liệt ngay từ chặng đua đầu tiên cho đến khi kết thúc ngay tại trước hội trường Thống Nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 28 năm 2016 non sông liền một giải diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, chào mừng cuộc bầu cử Quốc hội nhiệm kỳ 14 và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Và cuộc đua năm 2016 này có thể xem là một trong những cuộc đua hấp dẫn, quyết liệt nhất trong lịch sử cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Có rất nhiều điểm ấn tượng về cuộc đua năm nay, nhưng những dấu ấn lớn nhất về mặt chuyên môn chính là kỷ lục về tốc độ mà các tay đua đã tạo ra. Trong lộ trình xuyên Việt của cúp truyền hình, bên cạnh chặng leo đèo từ Phan Rang lên Đà Lạt, có 3 chặng đua rất khó khăn là chặng từ Vinh đi Đồng Hới dài 199 km, chặng từ Quảng Ngãi đi Quy Nhơn dài 182 km và chặng từ Bảo Lộc về Thành phố Hồ Chí Minh dài 168 km. Ở cuộc đua năm nay, cả 3 chặng đua này đều thiết lập nên những kỷ lục về mặt tốc độ và thời gian. Nếu như chặng Vinh Đồng Hới lần đầu tiên trong lịch sử cúp truyền hình tốc độ trung bình đạt trên 40 km/h, hay chặng Quảng Ngãi Quy Nhơn lần đầu tiên đạt đến tốc độ trung bình trên 44 km/h, thì chặng Bảo Lộc Thành phố Hồ Chí Minh đã thiết lập đến 2 kỷ lục khi lần đầu tiên tốc độ trung bình đạt trên 41 km/h và cũng là lần đầu tiên các tay đua hoàn tất chặng này với thời gian chưa đến 4 giờ đồng hồ. Chúng ta có thể khẳng định rằng cúp truyền hình 2016 là một trong những giải đấu có chất lượng chuyên môn cao nhất từ trước đến giờ. Điều này đến từ cái sự lớn mạnh của một số đội. Chúng ta có 2 cái đội đấu trọng đó là VS Thành phố Hồ Chí Minh và Gạo Hàng của Trời An Giang. Cùng với đó thì rất nhiều thành viên của đội quốc gia nằm ở các đội tuyển các câu lạc bộ khác, họ cũng đã thi đấu rất là nổi bật và cạnh tranh quyết liệt những vị trí cao nhất của cái bảng xếp hạng của giải. Cho đến những kỷ lục về mặt tốc độ liên tục bị phá vỡ chỉ trong một cuộc đua năm 2016 cho thấy cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh non sông liền một giải xứng đáng với danh hiệu cuộc đua lớn nhất, uy tín nhất của làng xe đạp đường trường Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là nơi giới thiệu rất nhiều gương mặt vận động viên nổi bật cho đội tuyển xe đạp quốc gia ngay từ những năm tổ chức đầu tiên cho tới ngày hôm nay. Thưa quý vị, không chỉ là cuộc đua lớn nhất trong lịch thi đấu hàng năm của Liên đoàn xe đạp thể thao Việt Nam với chất lượng chuyên môn được đánh giá rất cao, thì cuộc đua tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh còn được tất cả các đội đua, các thành viên liên quan ở trong đoàn đánh giá rất cao về công tác tổ chức. Kinh nghiệm 28 năm qua đã giúp Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo được công tác ăn ở, di chuyển cho hơn 300 thành viên trong gần một tháng thi đấu dọc theo chiều dài đất nước. Không những vậy mà cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay chính là cuộc đua đường trường duy nhất tại Việt Nam thực hiện việc tiếp tế bằng xe ô tô. Điều này thì thể hiện tính chuyên nghiệp rất cao của đoàn đua và bên cạnh đó thì cũng đảm bảo được an toàn cho các vận động viên trong quá trình tiếp tế trên đường đua. Bên cạnh đó thì lực lượng trọng tài làm công tác điều hành giải cũng rất chuyên nghiệp, nghiêm túc. Việc thống kê và ra kết quả được thực hiện rất nhanh chóng và chính xác, đảm bảo việc hỗ trợ công tác truyền hình trực tiếp phục vụ khán giả. Chỉ đến khi cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh non sông liền một giải 2016 khép lại, với kết quả Nguyễn Trường Tài bước lên bục vinh quang, rạng rỡ trong chiếc áo vàng chung cuộc đầy danh giá. Và ekip Gạo Hàng Ngọc Trời An Giang nâng cao chiếc cúp vô địch đồng đội trước Dinh Thống Nhất đúng vào ngày 30 tháng 4 lịch sử, thì ban tổ chức cuộc đua mới dám thở phào nhẹ nhõm và nhẹ nhàng đón nhận những lời chúc mừng từ mọi người. Hơn 300 thành viên di chuyển, ăn ở và thi đấu trên quốc lộ 1A ròng rã gần một tháng trời qua hàng chục tỉnh thành là một khối lượng công việc khổng lồ, đòi hỏi phải có sự điều hành khoa học, sự phối hợp nhịp nhàng của nhiều bộ phận,
với tinh thần trách nhiệm của từng thành viên trong ban tổ chức cuộc đua. Ngoài kinh nghiệm gần 30 năm qua, ban tổ chức cuộc đua đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của ban tổ chức các địa phương nơi đoàn đua đi qua và dừng chân. Sự phối hợp trách nhiệm từ các lực lượng tham gia điều hành đường đua như Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an, Hội Mô tô Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn xe tiếp tế do công ty trách nhiệm hữu hạn ADC tài trợ, cùng khả năng thao tác chuyên môn nhanh nhẹn, chính xác của ban trọng tài quốc gia thuộc Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao Việt Nam. Tôi cũng được đi tham dự nhiều giải truyền hình, và thực ra thì đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là ban tổ chức giải đã rất nhiều kinh nghiệm rồi. Chúng ta có sự phối hợp tốt với cả các ban ngành khác nhau, với đặc biệt với công an, với C67 hoặc là với cả các địa phương. Và cũng phải nói thật sự là cái uy tín của truyền hình rất là lớn, do đó cho nên cái sự quan tâm của người hâm mộ, của xã hội cũng rất là cao, giúp cho cái việc phối hợp là nó cũng tốt hơn. Không chỉ điều hành đường đua, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi thành viên tham gia và nâng cao chất lượng chuyên môn trong thi đấu, đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh còn thực hiện tổng cộng 7 chương trình truyền hình trực tiếp các chặng đua để phục vụ khán giả địa phương cũng như người hâm mộ xe đạp trên cả nước với những thiết bị tiên tiến nhất của công nghệ truyền hình hiện đại. Sử dụng thiết bị Flying Cam để ghi nhận những cảnh đẹp tuyệt vời và hùng vĩ của đất nước, hay thiết bị truyền sóng 3G tường thuật trực tiếp diễn biến hấp dẫn chặng cuối của cuộc đua khi còn cách đích gần 100 km. Có lẽ chỉ có những ai đã trải qua một hành trình gian nan, vất vả, cùng chia sẻ trách nhiệm với ban tổ chức cuộc đua trong gần một tháng qua, mới cảm nhận một cách đầy đủ nhất và hạnh phúc nhất khi chứng kiến những nụ cười rạng rỡ của các tay đua trên bục vinh quang, cảm nhận sự ấm áp từ những cái bắt tay chúc mừng rất chân tình của người hâm mộ. Và nói không quá lời, thành công của cuộc đua cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của HTV. Với mong muốn, cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là một sự kiện thể thao đơn thuần. Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh sau gần 30 năm tổ chức còn mong muốn cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh gần và đẹp hơn nữa trong mắt mọi người hâm mộ. Chuyên trở cảm xúc, chia sẻ nhân văn, đó là mục tiêu của cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 28 năm 2016, non sông liền một giải. Với người bạn đồng hành, nhà tài trợ chính, công ty cổ phần Tôn Đông Á, ban tổ chức cuộc đua đã cùng với các đội thực hiện nhiều hoạt động từ thiện ý nghĩa xuyên suốt các tỉnh từ Bắc vào Nam. Công ty cổ phần Tôn Đông Á, bên cạnh việc tài trợ chính cho cuộc đua, đã dành ra hơn 1 tỷ đồng cho công tác từ thiện. Tại mỗi địa phương nơi đoàn đua đi qua, Tôn Đông Á đều dành tặng những phần học bổng giá trị cho các em học sinh nghèo hiếu học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền từ 30 đến 60 triệu đồng. Đáng chú ý nhất là hoạt động từ thiện được tổ chức tại làng trẻ em SOS ở Huế sau chặng đua thứ 6. Tôn Đông Á, ban tổ chức và các tay đua đã đến giao lưu, trao tặng 200 triệu đồng cùng nhiều phần quà tại làng trẻ em SOS của Huế. Các tay đua cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 2016 đã có một trải nghiệm sâu sắc khi tham dự buổi gặp mặt trong bầu không khí vui tươi, ấm cúng với nụ cười tràn ngập hạnh phúc của các em nhỏ. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, công ty cổ phần Tôn Đông Á đã trao 30 suất học bổng, tổng trị giá 60 triệu đồng cho các em học sinh hiếu học của huyện Củ Chi và 60 triệu đồng cho Quỹ Phát triển Tài năng Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Có thể nói, cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ để lại nhiều dấu ấn về chuyên môn, mà còn là cầu nối đưa các mạnh thường quân, nhà tài trợ đến với những hoàn cảnh khó khăn, thiếu may mắn trên nhiều miền đất nước. Hạnh phúc thực sự là sự cho đi, chứ không phải nhận lại. Đến đây thì chương trình ngày hôm nay của chúng tôi xin được phép khép lại. Cảm ơn công ty cổ phần Tô Đô Má đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.